Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Tình hình là rồng vua đang bay lãng vãng ở khu vực này. Hồi nãy mới bay ngang khúc này, rồi đáp lên cái đảo trên kia. Rồi xong từ đảo trên kia lại bay ngược về bên đây. Không biết là gần nhà mình có cái tổ rồng vua nào không ta? Cái này chưa phải là rồng vua ở cái kích thước bự nhất đâu. Ui ui kìa. Còn có loại rồng vua ha, kiểu như kích thước mà bự nhất á, hơi bị khủng luôn, đứng chắc ha, từ đầu này tới tuốt đằng kia luôn á. Hơi bị khủng. Rồi giờ thì mình sẽ tranh thủ làm một ít cái công việc ở ngay cái bàn Implement Onta này ha. Mình sẽ lấy ra những cái cuốn sách lãng quên nè, những cái bột tinh linh. Ở đây thì mình farm được một vài loại bột tinh linh gần nhà thôi. Có một vài loại mình vẫn chưa có được á. Để mình tìm thử coi, trong đây nó có khá là nhiều bột tinh linh luôn. Đây, chẳng hạn như là bột tinh linh màu vàng mình chưa có nè. Màu xanh lá mạ mình chưa có nè. Còn thiếu nhiều lắm. Nói chung thì sắp tới mình phải gán tìm thêm mấy cái chỗ spawner của mấy con tinh linh đó đó. Rồi giờ thì mình sẽ cho vô trong cái chỗ này ha. Lần này thì mình sẽ test thử coi mình sẽ cho 4 loại khác nhau thì nó sẽ cho kết quả như thế nào đây. Hy vọng là nó sẽ tạo ra được một cái quyển sách phép tốt ha. Rồi cho sách phép vô giữa. Đó. Hấp thụ đi. Cho tôi một cuốn sách cấp càng cao càng tốt. Hi. Sách gì? Đây là một quyển sách cấp Advent. Ui. Được thiệt sự. Đi rồi. Như vậy thì khi mà kết hợp bốn nguyên tố khác nhau thì xác suất nó sẽ ra sách phép cấp cao nó sẽ cao hơn á. Lại cái nữa nè. Lần này mà ra sách Advent nữa thì hơi bị đã luôn. Hi, sách gì đây? Ui, hết hên rồi. Lần này ra sách cấp tập sự thôi. Còn giờ thì mình sẽ gom số xương có trong ba lô của mình, kết hợp với thịt bò để mình làm thức ăn cho rồng coi. Mình cần làm nhiều thức ăn cho rồng mới được. Ui, hết xương rồi. Oh my god luôn. Thôi kệ làm sao, 50 phần ăn cũng khá là nhiều. Hôm nay thì mình sẽ chia số phần ăn này ra để cho Mi. À không, Bi chứ. Để cho Bi nè. Và Night Fury ăn á. Bi thì mới cấp 30. Thua Night Fury tới 10 cấp lận. Nên mình sẽ cho Bi ăn trước 10 phần ăn ha. Để cho bằng cấp với nhau. Mình thương là mình thương đều hết chứ mình không có thiên vị đâu. Đó, 40 bằng rồi đúng không? Giờ thì mình sẽ cho Bi 20 phần ăn riêng ha. Đây. Bi 20 phần ăn. Để lên được cấp 60 ha. 58 rồi, 59 và 60. Cấp 60 mà chỉ được có gần 30 máu thôi à. Rất là ít máu luôn á. Night Fury nè, để coi cấp 60 thì Night Fury sẽ có được bao nhiêu máu đây. Đừng có hăm heo ăn bò anh nha. Cái mồi này giống như là muốn ăn bò của anh hay sao nè. Đừng có lắc giả bộ lắc gì với tôi. Ăn đi. Tôi cho ăn đàng hoàng chứ đừng có lén phén ăn bò nha. Rồi. Ui giời, sao Night Fury, sau khi mà mình xài cái phép điều khiển tâm trí nhầm lên thì bây giờ đang có dấu hiệu bay lắc dữ dội á. Thôi đi xuống khỏi. Đừng leo lên chuột bò nào. Lì ghê á. Nữa cơ. Bị thích cái chuột bò hay sao ấy. Đó. Tác hại có việc cái xài nhầm phép thuật lên em gồng đó. Giờ chuyển sang chế độ bay lắc rồi. Ok, để em ở đó đi ha. Hôm nay thì mình sẽ nâng cấp cái găng tay phép thuật của mình lên cấp Advent luôn. Để mình có thể test được cái phép mới này luôn ha. Để coi hôm nay phép mới sẽ là phép gì đây. Hồi hộp quá. Và trước mắt thì mình cần phải lấy một cái cuốn sách nâng cấp trước. Sách nâng cấp đây. Sách nâng cấp lên Advent nè. Để mình nâng cấp cái găng tay cái đã. Găng tay của mình sau khi nâng cấp thì nó sẽ có được màu
Ồ, màu đỏ nha, cấp advance là găng tay màu đỏ hơi bị đẹp luôn. Hơi bị đẹp. Ôi, quá là đẹp luôn á. Dữ dội thiệt. Và khi mà nâng cấp như vậy thì lượng mana mình chứa được nó cũng tăng lên ha. Khá là ok đây. Mình sẽ nạp cho full mana trước. Xài mấy phép cấp advance nó ưu tốn mana lắm. Rồi, mình sẽ bắt đầu gắn phép vô thôi. Hy vọng đây là một phép tốt ha. Gắn vô và test liền, gắn vô và test liền. Test trên găng tay luôn, bữa nay là test trên găng tay luôn ha. Test thử. Ui, nó tạo ra mấy cái hồn ma bay. Ui, lần đầu test thất bại rồi. Ui, nó tạo ra hồn ma bay hả? Có vẻ đây là phép bên Necromancer thì phải. Ui, nó tạo ra quả. Ui, nó tạo ra một quả cầu phép thuật hút mình vô kìa. Ui không. Ui, mình không chạy ra được. Oh no. Cố lên. Lấy đồ. Ui ghê thiệt. Trời đất ơi, em bi làm gì đây? Kệ con zombie này để anh tự xử cho. Cũng không cần phải xử đâu, để anh tự xử được. Ui, hồi nãy các bạn thấy mình suýt nữa là ngụm củ tỏi rồi. Tại vì cái quả cầu phép thuật đó nó hút mình vô trong á. Ghê thiệt. Hên là mình có sẵn cái Ngọc Ender. Mình phóng cái mình cưỡi Ngọc Ender mình chạy ra khỏi không thôi là phải đó là ngụm củ tỏi chắc luôn á. Nguy hiểm thiệt. Và Bi đang bị mất máu nè. Mình sẽ chữa thương lại cái đó. Cái gì vậy? Tự nhiên bắn lung tung tung gì cưng? Mấy em gồng của mình có gài bị làm sao ấy. Một em thì tối ngày lợi chuồng bò chơi, một em thì bắn lung ta lung tung, mình không biết luôn á. Mấy em rồng mình quá trời quá đất rồi. Rồi mình sẽ test lại cái phép này một lần nữa ha. Được đi. Ôi, lại thất bại. A few moments later. Bây giờ chắc mình phải vô trong mình dùng biện pháp nghiệp vụ thôi. Một số phép mà nó khó test quá thì mình có thể dùng một cái vật phẩm có tên là đâu rồi? Nó sẽ nằm đâu dưới kho mình. Đây, cuốn sách này. Thường thường thì cuốn sách nó sẽ giúp mình học được cái cuốn sách phép đó liền luôn ha. Đây, mình sẽ test thử. Ui, đâu rồi ta? Đây, sách mới nè. Mình sẽ để cuốn sách đó trong người nha. Rồi sau đó dùng cuốn sách này thì nó sẽ giúp mình học á. Thử. Đấy, mình đã học được cuốn sách đó rồi nè. Và cuốn sách này nó sẽ dạy cho mình cái phép tên là Sorcery. Có vẻ là cái phép này nó không dùng trên trên thực mấy cái vật thể sống mà nó dùng trên mấy cái rương hay sao ấy. Đâu, mình có cái rương ở dưới này nè. Oh my god. Thì ra là vậy. Wow. Cái phép này nó thiên về việc là bảo vệ kho chứa mình hơn á. Cái phép này thì theo như nó ghi á là nó sẽ tạo ra một cái kiểu như là rào chắn xung quanh cái những cái khối chẳng hạn như là rương, mấy cái thùng đó ha, giúp mình không có bị trộm cắp mở rương tầm bậy tầm bạ. Mình thì có thể mở bình thường á, còn người khác thì không thể mở đâu. Thử với cái đe vẫn dùng được nữa. Wow, cái giường được không? Ô, cái giường mình vẫn có thể phong ấn lên luôn nha. Đấy, từ giờ là không ai ngủ cái giường này được ngoại trừ mình á. Công dụng chính của cái phép này là vậy. Và khi mình dùng một lần nữa thì nó sẽ bỏ cái rào chắn đó. Bảo sao nãy giờ mình test ở ngoài thì dùng đâu có được, nó phải dùng trên block thì nó mới dùng được á. Ra là vậy. Rồi, hiểu. Mà cái phép này nó không hữu dụng trong chiến đấu gì trơn á. Hơi su cà na rồi. Không sao, mình còn một phép nữa. Nhưng mà phép này chỉ là cấp tập sự thôi, không biết là phép gì đây. À, phép này là phép thổi ra hơi hơi thở băng á. Cái này chắc sẽ đóng băng mục tiêu á.
Nè đúng rồi nè, mình đóng băng gọng luôn rồi nè. Wow. Mà không có mất máu nha, cái này chỉ đóng băng thôi chứ không có mất máu nè. Tự nhiên bây giờ gồng gân cồ này màu xanh nè, mình thổi hơi thở băng vô cái thành xanh lè luôn. Bó tay thiệt. Mình tính là mình sẽ làm thêm vài quyển sách phép nữa, nhưng mà sẵn tiện trong lúc mình làm phép thì nó mất một lúc thời gian đúng không? Lúc này mình sẽ ấp trứng rồng. Hôm nay thì mình sẽ ấp tiếp một trứng rồng mới, đó trứng là chính là trứng rồng rác ha. Để xem coi trứng rồng rác của chúng ta sẽ ấp trong bao lâu ha. Với cả là mình còn thức ăn không nhỉ? Ôi, hình như mình hết thức ăn rồi. Úi, còn. Ô, mình còn 40 mấy phần ăn lận. Trời ơi, để trong ba lô hàng gì. Bởi sao mình thấy cứ thiếu thiếu. Một xíu thì mình sẽ dành 49 phần ăn này cho rồng Red mới chào đời ha. Cũng như là chia cho rồng rồng tay Git một xíu. Còn giờ thì trong lúc rảnh mình sẽ làm thêm sách phép. Hôm nay lại tiếp tục thử vận may rồi. Cho mấy cái bột nguyên tố vô. Rồi, sau 3 lần làm phép thì mình sẽ được 3 quyển sách. Một quyển sách Master. Một quyển sách cấp độ Master luôn. Wow. Hôm nay lần đầu tiên mình làm ra được sách cấp độ bậc thầy luôn nè. Đỉnh. Nhưng mà hiện tại cây gậy của mình thì chỉ mới cấp độ Advanced thôi. Mình vẫn chưa học được mấy cái phép cấp độ Master. Đâu rồi, gậy của mình nè. Còn một xíu nữa. Chắc phải gán cày cây gậy phép của mình lên cấp độ Master quá. Để học được cái phép này thôi. Thích nha. Cuối cùng thì mình cũng có được một quyển sách phép cấp độ Master đầu tiên rồi. Quá là đã luôn. Rồi, và bên đây thì trứng rồng của mình ấp tới đâu rồi ta? Ý, ấp gần xong rồi nè. Cũng nhanh đấy. Mình làm mấy quyển sách phép xong quay trở lại trứng rồng cũng đã ấp xong mất rồi. Và chúng ta sẽ cho rồng Red chào đời ha. Không biết rồng Red có bé giống như là rồng tay Git hôm qua hay không đây. Đây, rồng Red. Chào đời đấy. Ồ, rồng Red cũng khá là bé ha. Này. Nhưng mà không tới nỗi quá là bé giống như là rồng tay Git hôm qua. Rồng tay Git hôm qua đúng kiểu là cực kỳ bé luôn á. Rồi, lại đây cưng. Ui, rồng Red chạy kìa. Ngồi yên nha. Cho ăn nè. Mình sẽ chừa cho Tagit 9 phần ăn đi. Này là của Tagit nha, để qua ăn gốc. Còn Red thì sẽ ăn 40 phần ăn luôn. Đó. Cho rồng Red lớn xíu. Để coi rồng Red khi mà lớn sẽ có ngầu hơn hay không á. Lúc bé là nhìn cũng khá là ngầu rồi. Sừng móng vuốt các thứ là ha. Khúc nào ra khúc đó. Quá là đẹp luôn á. Rồi, để thử coi nào. Ồ, ui. Lên cấp 25 phát là thay đổi rõ rệt từ sừng kìa, sừng nhọn hoắt luôn. Ghê. Ghê phết đấy. Rồi, còn 16 phần ăn thì ăn nốt luôn đi. Ăn hết luôn. Để lên được cấp 40 ha. Đấy, Red lên cấp 40 rồi kìa. Ui. Ừ. Chắc mới lớn nên chắc dễ buồn ngủ thôi, cho ngủ luôn đó. Còn trong này mình sẽ cho Tagit ăn một xíu ha. Chứ để hôm qua mình ấp nở á, mà mình chưa có cho ăn. Nè, nay mình sẽ cho Tagit ăn nha. Thức đi cưng. Ăn nè. Bé, lớn lên xíu đi, nhiều khi vô nhà thâu điểm muốn không thấy nổi luôn á. Mình phải zoom lên thì mới nhìn rõ được Tagit luôn. Mình cho ăn 10 phần ăn mà vẫn chút ẻn như vậy nè. Các bạn thấy rồi đó. Chắc Tagit mình chỉ nuôi làm thú cưng thôi, chứ không có làm thú cưỡi được đâu. Nhỏ xíu nhìn đúng dễ thương luôn ấy. Ở đây thì mình thấy khá là nguy hiểm này. Chưa từ. Ui, nó có spawner của con gát luôn. Ê, Red. Ui. Trời đất ơi. Chút xíu nữa là hai anh em đi luôn rồi. Rồi đáp đây giùm cái. Đừng có gớt nữa nha. Rất là mệt đó. Rồi. Ui. Ui trời. Thì
Thiệt tình. Hồi hộp dưới rác ghê luôn. Nè có. Oh no. Bình tĩnh nào. Đây có một cái lồng spawner của con gas luôn. Mình sẽ xuống dưới này kiểm tra thử. Ồ, dưới này nó sẽ có một cái chậu ha. Và trong rương này thì lại có một chút đồ. Hợp lý, nước mắt gas đồ nè. Khá là ổn áp ha. Kiếm thêm chút đồ ở đây coi. Nhiều khi lại có thêm sách phép. Gậy. Một cái dao. Ủa, cái dao này có dòng chậm hỏng các thứ nè. Rồi sắc bén luôn. Ghê đấy. Cái này chắc mình phải bỏ túi. Nhiều khi mình lại cần vũ khí cận chiến thì sao. Cắt vô. Thế rồi, nó sơ nó cũng chỉ cho mình một xíu đồ à. Ở đây lại có thêm một cái tòa tháp pháp sư nè. Để mình lắng nghe thử coi. Chưa nghe gì được. Rồi luôn. Cái tiếng này là không phải của tiếng pháp sư hiền rồi. Không sao. Mình sẽ chuẩn bị tinh thần rồi. Búp tốc độ trước. Mình có cái phép điều khiển tâm trí mà. Hungry Wizard. Ôi. Này thì pháp sư đói hả? Pháp sư đói nè. Ôi. Mình không. Ôi phun lửa. No. Ôi mình định dùng biện pháp giảng hòa mà không được rồi. Này thì dám chọc giận mình hả? Được, mình sẽ sử dụng combo mới của mình. Này thì giỡn mặt. Combo mới của mình. Này thì giỡn mặt. Này thì pháp sư đói nè. Thanh niên đó tên là Hungry Wiza. Trời ơi. Làm pháp sư mà để ha. Bị đói gì đó hả? Bó tay luôn. Rồi và cho mình khá là nhiều những cái đồ nâng cấp đây. Ở đây thì mình sẽ có được hai cái nâng cấp đó. Một cái thì nâng cấp cái phạm vi của phép thuật lên. Còn một cái thì cho mình mana khi mà tiêu diệt. Ui cái phép này hay nè. Ủa cái nâng cấp này hay nè. Tức là mình tiêu diệt một con quái thì nó sẽ cho mình lại một lượng mana á. Ép vô găng tay mình nhá. Hợp lý á. Còn cái này nâng cấp phạm vi hả? Sử dụng luôn. Mình sẽ nâng cấp cho cái găng tay phép thuật của mình cho nó xịn nhất. Giờ thì găng tay phép thuật của mình đã tăng phạm vi sử dụng phép thuật lên rồi. Mình sẽ thử dùng cái phép iPass này coi. Coi nó có thực sự là xa hơn hay không ha. Ủa cái gì? Cái gì đây? Pháp sư mà vừa dùng kiếm vừa dùng gãy phép kìa. Oh no. Ui ghê vậy. Mình bị mù lò chưa? Từ từ đợi hết mù lò mới chiến đấu được. Phép thuật mới của mình. Đón nhận đi. Này thì hả? Pháp sư mà cầm kiếm phép thuật luôn. Nhưng mà không sao. Không thể mạnh bằng phép thuật mới của mình được. Mình đã hạ thanh niên đó rồi. Và dùng lại phép iPad này thêm một lần nữa coi. Ừ, mình thấy phạm vi nó cũng vậy mà ta. Hay là tại cái phép này nó vậy ta? Wow. Khi khám phá vùng băng thì mình phát hiện nó có một vài cái loài rất giống là slime luôn. Nhưng mà màu của nó là màu giống như băng vậy ha. Ai cướp? À đây chính là những cái khối băng. Wow. Ủa cái gì ghê vậy? Nữa. Lại pháp sư cầm kiếm. Pháp sư cầm kiếm nè. Cái vùng băng này có rất là nhiều pháp sư cầm kiếm luôn á. Không được rồi. Sức mạnh băng giá nè. Quá ghê gớm luôn. Ui no. Đừng, please. Trời đất ơi. Quá trời đông quái rồi. Trời ơi còn nhắn tới nhỏ nữa. Cũng kiếp thật. Con gì đây? Ui sao bữa nay mình cảm giác quái vật nó mạnh hơn vậy? Quái vật gì mà cả đàn cả đống luôn á. Mình sẽ tiêu diệt bớt mới được. Ui hôm nay là một đêm bất ổn nha. Thôi. Cái giường đâu rồi? Đi ngủ lẹ.
chút xíu nữa là mình ngủm rồi, hên là mình phước lớn mạng lớn á. Ui, ở đây cũng có gồng gai nữa, thì kiếm chỗ nào đặt được cái giường mình sẽ đi ngủ ha. Ngủ đây đi, rồi đi ngủ. Rồi mình không thể ngủ luôn. What, sao cái này giống như đêm trăng máu vậy? Mặt trăng thấy bình thường mà ta, mà không cho mình ngủ nha. Lạ thiệt. Ồ, có thêm sách lãng quên, ok, cũng được. Thôi đã không cho mình ngủ thì thôi, mình tiếp tục đi khám phá. Chứ biết sao giờ. Khổ ghê luôn á. Sẵn tiện đây thì mình sẽ cày cho cái cây gậy cấp advanced của mình. Nó đầy cái thanh để mình có thể nâng cấp lên cấp độ master ha. Để chúng ta test phép các thứ nữa. Ở đây có một cái tổ trứng, tổ rồng gì này. À, đây là tổ gồng gai. Oh no. Ui, quái nhiều quá. Né né ra bớt đi mấy con quái này. Mình sẽ búp tốc độ mới được. Ở đâu có phép búp tốc độ mình đâu à. Đây. Búp tốc độ trước đi, chạy nhanh các thứ đồ. Dễ xử lý ha. Rồi, mình sẽ sử dụng tốc độ này để vô lấy trứng rồng trước. Rồi. Lấy siêu nhanh luôn, gồng không kịp trở tay luôn mà. Và chuồn ha. Không nên ở đó lâu đâu. Mình ở đâu càng lâu thì quái nó càng xuất hiện nhiều ấy. Nên khá là nguy hiểm nếu như mình ở đó lâu. Hôm nay đi có vẻ hơi căng rồi. Thôi chắc cưỡi rồng đi nhờ. Rác ơi. Ủa, rác rồi. Rác ơi. Đây. Té em ơi. bay lẹ. Không thôi quái nó xuất hiện nữa đây. Ui cơ. Mèn đấy ơi, quái nó nhiều. Khủng khiếp thiệt. Ừ? Tự nhiên ở đây nó có cái kim tự tháp này. Lại thêm một công trình mới. Được. Bây giờ mình sẽ vô trong đó khám phá thử luôn á. Ui, nhưng mà Night Fury ngoài này thì cũng không ổn lắm. Bắt vô trong liền. Cho chắc. Lỡ mình ra đây rồng bay lạc mất rồi sao. Kim tự tháp đẹp nha. Có đường xuống luôn này. Ui, ghê đấy. Cái gì mà rộng dữ vậy? Hơi bự nha, cái này nó hơi bị bự đấy. Có rung. Một cuốn sách cấp advent. hợp lý. Từ từ. Mình phải tiêu diệt hết quái vật ở đây trước đó. Ở đây nó hơi nhiều quái một xíu. Một ít cái pha lê phép thuật này. Xương về làm thức ăn cho rồng. Bên này còn rương nữa nè. Một cuốn sách nâng cấp lên advent. Sách phép tập sự. Hết rồi. Còn gì khác không? Kìa, ở dưới cái lầm spawn này còn một cái rương nữa. Có thêm một cái cái túi ender. Trời đất ơi. Cuốn sách phép thôi. Cái gì đây? Quýnh gì đây? Quýnh không? Thích quýnh nhau không? Thích đánh nhau không? Như vậy thì sơ bộ qua trong này nó... Thấy rồi nha. Trời. Này thì chơi đặt bơm nè. Chơi kỳ cục hà. Định gài bơm tôi chứ gì. Đó. Hên là mình phát hiện không là mở rương bị nổ banh xác rồi. Bên này còn rương không? Bên này kiểu như là lối đi mòn thôi. Cũng chẳng còn rương á. Ê, có căn phòng bí mật nè. Có phòng bí mật luôn. Ồ. Ghê vậy. Được đấy. Có phòng bí mật các thứ đồ ghê đấy. Thêm một cái rương. Tính ra trong đây cũng nó giấu cũng nhiều rương lắm ấy. Mình chịu khó đi tìm, biết đâu lại có thêm mấy cái rương xịn thì sao. Được đó nha. Cái này là đi lên chỗ trung tâm rồi. Còn gì khác không? À đây, cuối đường thì nó sẽ cho mình. Ủa? Ui, thêm một quyển sách cấp advent nữa nè. Tính ra vô công trình này loot được cả đống đồ luôn ấy. Thích nha.
Đã thiệt sự, đã thiệt sự. Đúng là kim tự tháp. Tuy nó hơi nguy hiểm một xíu thôi. Ủa. Ui. Ui, hồi nãy mình dùng cái cuộn phép. Cái miếng này cái mình dịch chuyển tới một cái công trình luôn này. Tới công chuyện nữa. Mình dịch chuyển tới một công trình gần đây rồi. Không biết có gần hay không nhưng mà đại khái là đây không phải là sa mạc nữa. Mình lỡ dùng phép xong cái nó đưa mình tới đâu luôn rồi. Oh no. Ui. Cái gãy phép của mình nó cũng đã đủ để lên được cái cấp độ Master rồi. Nó hiện thông báo cơ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thôi đi về luôn, đi về luôn. Hợp lý, hợp lý. Coi như hôm nay luyện tới đây thôi. Vô trọng nâng cấp thôi. Thời tới rồi. Sau bao ngày nỗ lực thì cuối cùng mình cũng đã đạt được một cây gậy cấp độ là bậc thầy rồi. Đây, quyển sách nâng cấp Master. Quá là đã luôn. Cho vô. Không còn là Advanced nữa. Master luôn. Đây là cấp độ cao nhất rồi đó. Trong tương lai thì chắc mình sẽ gán luyện thêm cái găng tay này để lên được cấp Master ha. Quá là đã. Giờ thì có mục tiêu để cố gắng tiếp rồi. Và với cái gậy Master này thì mình có thể học được quyển sách mà hồi nãy mình chế tạo ra á. Ôi quên, quyển sách nó nằm dưới này luôn mà. Cứ quên hoài, chạy lên chạy xuống hoài. Đây, mình sẽ cho cái phép Master đó vô ha. Cho vô thôi, cho vô thôi. Đâu rồi? Mình sẽ thay thế cho cái phép thứ hai này. Rồi, coi thử coi cái phép Master này là phép gì nha. Mình nghĩ nó sẽ rất là khủng khiếp đấy. Cấp Advanced thôi mà một số kỹ năng nó đã có thể one shot được cả đống con rồi. Cái này là Master luôn. Cái gì đây? Nó triệu hồi cái gì? Cái này triệu hồi ra một cái con. Con này mình cũng không biết là nó giống như là một cái bóng tối gì đó. À, đây là cái con Ray bóng tối. Nè, cái tên cái phép nè. Summon Shadow Ray. Ui mất rồi. À đây rồi, có cái detect rồi. Ở đây có một cái chỗ chứa rương nè. Và khi vô đây thì mình sẽ bắt đầu một với trận chiến phép thuật. Đấy, mình sẽ triệu hồi ra. Phép thuật triệu hồi. Đấy, ghê chưa. Ủa. Ê. Ôi không, con rồng. Đâu ra vậy? Con rồng khủng khiếp. Ui. Hết chuyện rồi, đang đánh nhau với mấy tên pháp sư mà. Con rồng. Nó liều, nó dám chọc giận. Pháp sư cấp độ Master rồi. Ngày tàn của ngươi đã tới. Mình sẽ triệu hồi. Triệu hồi tiếp, tấn công tiếp ta đi. Ui, mình sẽ cho cái con Shadow Ray đó tấn công con rồng thử á. Mình sẽ không làm gì hết để cho Shadow Ray tấn công thôi. Coi như thế nào. Mình tăng cơ một xíu. Ui, nó đang tấn công rồng cơ. Rồng còn một chút xíu máu luôn. Ui. Tấn công đi Shadow Ray. 42 máu. Một cái nữa. Ui, nó chết rồi. Chịu hỏi thêm một con Shadow Ray mới. Tấn công đi. Đấy. Một hit nữa. Shadow Ray hơi mạnh nha. Mình thấy bắn một lần đâu mất cỡ 20 máu của rồng á. Cũng khỏe phết đấy. Đúng là phép Master. Có đệ mới. Phép triệu hồi đệ nhưng mà đệ cực mạnh nha. Và khi mà Shadow Ray tấn công một mục tiêu thì mục tiêu đó sẽ bị dính độc Wither nữa nha. Quá là ghê luôn. Đây là một phép triệu hồi mình cảm thấy là mạnh nhất từ đầu tới giờ. Mà cũng đúng. Tại vì đây là phép triệu hồi cấp độ Master mà. Không mạnh sao được.
Master là phải mạnh chứ. Rồi con kia hả, đứng trên đó đi, ta sẽ cho ngươi biết mùi. Này thì xương nè. Ôi, ở đâu rồi? Trời ơi, mình chưa kịp cho Ray đánh nó nữa thì nó dịch chuyển xuống lòng đất mất rồi. Nói chung hôm nay là ngày khá là đặc biệt đối với mình ha. Ngày chính thức mình sở hữu được một phép cấp độ Master đầu tiên nè. Tuy phép này là một phép triệu hồi thôi, nhưng mà mình đánh giá nó khá là hữu ích ha, giúp mình có thể có thêm người hỗ trợ phụ giúp tấn công nè. Đồng thời thì mình cũng đã cho những em rồng như là rồng Bi nè, Night Fury của mình lớn hơn một xíu rồi ha, để tăng lượng máu và lượng sát thương lên. Đồng thời thì chúng ta cũng có một thành viên mới, đó chính là rồng Red. Tuy rồng Red không có được mình cưỡi nhiều cho lắm á, nhưng mà nói chung Red cũng giúp đỡ mình khá là nhiều trong ngày hôm nay rồi. Và hy vọng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục chào đón những thành viên mới nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.